chính là đang tự mình lập nghiệp, có điều là cùng với người khác hùn vốn, so với Lục Gia Gia khẳng định là hạt cát trong sa mạc. Thời sinh ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Lục Lão Gia Tử, càng về sau Lục Lão Gia Tử lại càng cảm thấy hài lòng. Được rồi, Tiểu Vãn vẫn còn bận sao? Thằng nhóc con này, mau đưa Tiểu Vãn về đi. Vế trước thì ăn nói hòa nhã dễ gần, vế sau thì đã trừng mắt quắc mày rồi. Hơi người rời đi, một ông lão đi từ ngoài cửa vào. Lục lão gia tử sờ sờ cầm. Ông cảm thấy cô gái nhỏ đó thế nào, ông lão kia suy nghĩ một lát là một đứa trẻ rất thông minh bối cảnh sạch sẽ giải quyết công việc không kinh sợ nói năng bất phàm không giống như một cô gái nhỏ càng giống như một người đã kinh qua gió to sóng lớn thế nhưng một cô gái nhỏ trẻ tuổi như vậy trải qua gió to sóng lớn ở đâu ông lão cảm thấy cách nghĩ này có chút vô lý cho nên cũng không nói ra thế nhưng lục lão ra tử cả một đời ngang dọc thương trường này có thể không nhìn ra sao tư liệu về cô ta đã tra ra chưa Tra được một ít rồi, danh nghĩa của cô ta đích thực là một công ty giải trí, tiền vốn của một mình cô ta có lẽ không ít, có điều chúng tôi vẫn chưa tra được số tiền cụ thể. Số tiền vốn đó đều không phải là trực tiếp đứng dưới tên Giang Vãn, cứ cho là với năng lực của Lục gia cũng chỉ có thể tra đến số lượng đại khái tiền vốn mà thôi, chứ không có cách nào tra được số lượng chính xác. Lục lão gia tử đối với điều này hình như không có chút kinh ngạc nào cả, cười nói: "Chuyện của bọn trẻ thì cứ để chúng nó tự lo đi." Một cô nương có năng lực làm cho số tiền vốn tăng lên gấp bội, ông cảm thấy cô ấy không có mưu đồ gì với lục gia cả, chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy liền có thể đem số tiền đó nhân lên không ngừng. Ra khỏi nhà của lục lão gia tử, thời sinh ngay lập tức túm lục thanh vận đến chỗ khuất, hung ác chừng hắn. Lục thanh vận, anh dẫn tôi đi gặp ông nội của anh không nên nói trước với tôi một tiếng sao. Lục thanh vận rằng ra khỏi tay thời sinh, thong thả ung dung chỉnh lại nếp gấp trên quần áo do bị thời sinh túm lấy. Cô đối phó rất tốt, lão gia tử rất hài lòng với cô nếu như tôi thời xanh hừ một tiếng phồng má lên không được tôi phải chịu sự hoảng sợ như thế anh phải đền bù cho tôi tôi muốn mua quần áo mua túi sách mua xe sang mua biệt thự nếu như tố chất tâm lý của bổn cô nương kém một chút thì đã sớm bị dọa chết rồi có biết hay không hả với thần khí đó của lục lão gia tử và cảm giác nói chuyện áp lực như núi lớn của ông ấy cái tên chết tiệt này lại không nói tiếng nào đã dẫn cô qua đó lục thanh vận đột nhiên giơ tay ra xoa xoa đầu cô híp mắt cười nếu như cô có thể thành công lừa cho lão gia tử ra nước ngoài, không để ông ở đây nhúng tay vào chuyện của tôi nữa, cô muốn cái gì tôi đều mua cho cô hết. Đầu của bà đây là để cho anh sợ à? Thời sinh đang nghĩ thoát khỏi ma chảo của lục thanh vận thì nghe thấy câu nói phía sau, lập tức hai mắt sáng rực lên. Thật không? Tôi tùy ý mua cái gì cũng được hết đúng không? Tùy ý tiêu bao nhiêu tiền cũng được đúng không? Mua 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 mua. Bây giờ trong đầu thời sinh chỉ còn sót lại mấy cái từ không giới hạn này thôi. Lục Thanh Vận bất động thanh sắc thu tay lại, trong con ngươi đen nhánh như mực ánh lên gương mặt trắng nõn của người con gái này, hắn nhếch khóe miệng lên. "Là thật." Rất lâu sau này, Lục Thanh Vận mới biết được quyết sách của ngày hôm nay là quyết sách đáng hối hận nhất trong cuộc đời này của hắn, không chỉ một lần. Lục Thanh Vận đưa Thời Sinh đến chỗ quay phim của Tổ Tiết Mục, ngay lập tức người của Tổ Tiết Mục đều biết được Thời Sinh có kim chủ đẹp trai lên đến tận trời. Đạo diễn Lâm tuy rằng không quen biết Lục Thanh Vận thế nhưng ông ta biết Tô Nghi Tu tô nghi tu là người đưa bọn phương lập thu họ về đây thế nên đợi đến khi lục thanh vận đưa thời sinh quay lại mới rời đi cùng với hắn người có thể để cho tô nghi tu đi cùng chỉ là vị đó nhà họ lục mà thôi từ một năm trước đã có người đồn vị đó của nhà họ lục quay về rồi thế nhưng trong giới này chưa ai từng gặp qua cả cho nên tin tức này là thật hay giả cũng không thể nào mà biết được hôm nay xem ra tin đó là thực đạo diễn lâm vui mừng vì trước đây mình không dậu đổ bìm leo đối đãi không tốt với thời sinh